Chào tất cả các bạn, tôi Khôi đây. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ với bạn thái âm can ất hóa kỵ. Thái âm hóa kỵ ý nghĩa phổ biến nhất là bất lợi đối với người thân thái nữ, nhất là ở cung vị nạp hãm thì càng đúng. Nói bất lợi ở đây không nhất định là bệnh tật hay chết chóc, có lúc chỉ biểu hiện là thiếu duyên phận với nhau, hai bên khó thông cảm nhau, hoặc vì hoàn cảnh khách quan mà ít gặp nhau, cần phải xem xét các sao, tác, kỵ, hình, hội hợp thực tế mà định. Trường hợp này cũng biểu trưng cho tình huống rắc rối về tình cảm. Thường chủ về trong lòng có ẩn tình khó xử. Nếu gặp thêm hỏa tinh, linh tinh, văn xương văn khúc, thì đây là điểm tượng tình yêu không bình thường. Nam mệnh phần nhiều chủ về có khuynh hướng đồng tính luyến ái. Thái âm hóa kỵ ở cung vị miếu vượng ảnh hưởng đến tình hình lợi lộc. Thường thường biểu hiện là đời người có một thời kỳ cảm thấy có tài mà không gặp thời. Nếu hóa kỵ ở cung lạc hãm thì đây là điểm tượng không tốt. Trái lại sẽ ưa gặp sát tinh kích thích, chủ về có thể theo ngành công nghệ. Cổ nhân gọi đây là thợ, nhưng ở thời hiện đại cũng chủ về các nghề nghiệp về khoa học kỹ thuật. Thái âm hóa kỵ ở cung tỵ đồng độ với thiên đồng. Thái âm hóa kỵ ở cung tý đồng độ với thiên đồng. Nữ mệnh chủ về ưa trang điểm, trải chuốt, làm đẹp, nhưng cách điệu không cao, mà còn bị người ta phê bình cách trang điểm của bản thân họ. Nam mệnh có nội tài, dễ được người khác giới để mắt, nhưng thiếu duyên phận. Về hôn nhân, nam mệnh và nữ mệnh đều nên nhờ người giới thiệu và nên kết hôn muộn. Nếu không sẽ chủ về duyên phận không đủ. Chỉ gặp văn xương hoặc văn khúc là văn sĩ nghèo nàn, bất trí, nhưng có chút thanh danh. Về sức khỏe, phần nhiều chủ về bệnh mắt như bệnh lùi bay, nếu có các sao sát hình nặng có thể bị mù. Thái âm hóa kỵ ở cung Sửu là thái âm và thái dương đồng cung. Thái âm hóa kỵ nên gây lụy cho thái dương, khiến tăng thêm vất vả và khổ lụy và không có duyên với cha mẹ. Cuộc đời sự nghiệp có tính lưu động khá lớn, dễ thay đổi nghề, mà nghề nghiệp thường cũng là loại phải nao tâm, tổn thần. Cũng chủ về, lúc có cuộc sống dễ chịu thì không có tinh thần làm việc, làm ảnh hưởng đến sự phát triển của sự nghiệp. Thái âm hóa kỵ ở cung Dần là thiên cơ thái âm, đồng độ với đàn na, thiên cơ đồng thời hóa lộc. Nếu gặp thêm hỏa tinh, linh tinh, thì tình hình tiền bạc trong tương lai sẽ khá nghiêm trọng. Xin tham khảo thêm đoạn ở thiên cơ hóa lộc. Thái âm hóa kỵ ở cung Mão bất lợi về hôn nhân, tình hình dễ xuất hiện, nhất là vợ chồng gặp nhau ít mà xa nhau nhiều, nhất là đối với nữ mệnh nên kết hôn muộn. Nam mệnh thì sự nghiệp phần nhiều chìm nổi thất thường, chỉ thích hợp làm việc hưởng lương, không thích hợp tự kinh doanh làm ăn. Sẽ dễ xảy ra trắc trở. Thái âm rất ngại hóa kỵ ở cung Thìn, hội sát tinh, cần phải rời xa quê hương để phát triển. Nếu ở bản địa sẽ gặp nhiều áp lực. Nếu có sao sát hình đồng độ thì lợi về rời xa quê hương. Có thể làm những ngành nghề về thủ công mỹ nghệ, về thủ công nghệ để mưu sinh. Ở thời hiện đại cũng có thể làm những nghề nghiệp về khoa học kỹ thuật. Nam mệnh và nữ mệnh hôn nhân đều bất lợi nên kết hôn muộn. Thái âm hóa kỵ ở cung Tỵ cũng nên chủ động rời xa quê hương để phát triển. Cung Thiên Di là thiên cơ hóa lộc, hội thiên mã là cái cục lộc mã giao trì, xuất ngoại ắt sẽ phát đạt sáng sủa. Bất kể nam mệnh hay nữ mệnh, an mệnh ở cung này đều bất lợi đối với người thân hài nữ, cho nên
nam mệnh hôn nhân không tốt đẹp, thường thường phải tái hôn mới sống đến bạc đầu. Thái âm thiên đồng đồng độ ở cung ngọ, thái âm hóa kỵ cần phải xem xét tình hình của tinh hệ hội hợp mà định. Nếu có hỏa tinh ninh tinh đồng độ, hãy chủ về đời xa quê hương hoặc chủ về song trùng phụ mẫu. Thái âm hóa kỵ ở bản cung thường thường bị ảnh hưởng về sự nghiệp, chủ về có biên độ lớn, có biên độ lên xuống thất thường rất lớn, vì vậy lên làm những công việc có tính thiết thực. Cũng chủ về có khuynh hướng đồng tính luyến ái như thái âm ở cung Tý. Thái âm đồng cung với thái dương ở cung Mùi, mà thái âm hóa kỵ, còn thái dương cũng bắt đầu ngả về chiều, cho nên bất lợi đối với cha mẹ. Bất lợi nhất là người thân phái nữ, nếu sát tinh quá nặng, cũng chủ về mẹ sống cảnh quá buộc. Thái âm đồng cung với thái dương ở cung Mùi, mà thái âm hóa kỵ, còn thái dương cũng bắt đầu ngả về chiều, cho nên bất lợi đối với cha mẹ. Bất lợi nhất là người thân phái nữ, nếu sát tinh quá nặng, cũng chủ về mẹ sống cảnh quá buộc. Người có tinh hệ này thủ mệnh, bất kể nam mệnh hay nữ mệnh, thường thường đều có tính bên ngoài cương mà bên trong nhu, cho nên phần nhiều đều gặp trắc trở về sự nghiệp và tình cảm. Thái âm thiên cơ đồng độ ở cung Thân, thái âm hóa kỵ cũng có tình hình có man thức ăn của mẹ. Xin tham khảo thêm ở đoạn thiên cơ hóa lộc. Thái âm hóa kỵ ở cung Dậu, nữ mệnh rất bất lợi về tình cảm, thường thường chủ về nam nhĩ hồng hay thất thế kế thất, nếu không khó có thể sống với nhau đến bạc đầu. Nam mệnh chủ về năng bạc tha hương rồi mới tay trắng làm nên, nhưng vẫn chủ về danh lớn hơn nợ, mức độ thu nhập càng tăng theo địa vị xã hội và không thích hợp kinh doanh làm ăn. Để được phái nữ yêu thích nên cũng gặp nhiều rắc rối khó xử về tình cảm. Thái âm rất ưa hóa kỵ ở cung Hợi là biển cả. Thái âm lúc này tỏa sáng, hóa kỵ chỉ chủ về đời người phải trải qua một giai đoạn gian khổ, nhờ đó mà thành sự nghiệp. Nhưng tam phương tứ chính có các sao hội hợp phần nhiều có tính lưu động, cho nên bất kể nam mệnh hay nữ mệnh đều chủ về dễ gặp rắc rối khó xử về tình cảm, thường thường còn có khuynh hướng yêu đương lãng mạn. Và sự chia sẻ của tôi hôm nay về thái âm can bính hóa kỵ xin tạm dừng ở đây. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.